sẽ đòi. Anh cứ muốn đâu đi, còn bị nhận lại tổn thương. Mà ta đã gửi đến nhau. Yeah, yeah, tôi đã chia đôi. Anh không muốn đâu đi, quên bị những lời tổn thương mà ta đã gửi đến nhau. Trong suốt bao nhiêu lâu qua, dồn hết tâm tư vào câu ca, rồi họ bảo rằng anh xấu xa. Nhưng ai mới là kẻ xấu xa? Em nói cho anh nghe đi, giận hờn buông trên khóe mi. Tâm trí chỉ có em và anh.